Còn về tình hình thời tiết thì như chúng tôi đã thông tin, từ hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tăng nhiệt. Cụ thể ra sao chị Hương Liên? Vâng, chị Hằng và thưa quý vị khán giả thân mến, nếu lúc này ra đường thì sẽ chưa thấy sự thay đổi đâu, trời vẫn gió rét lắm. Nhưng đến trưa chiều nay sẽ đỡ rét hơn. Dự báo tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay là 17 độ, tức là cao hơn hôm qua 3 độ. Các thành phố khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ thì cũng tăng được từ 1 đến 4 độ. Đà tăng nhiệt sẽ còn tiếp diễn trong những ngày sau. Miền Trung dù không ở mức rét đậm, nhưng do trời có mưa nữa nên cảm giác cũng rét không kém. Nhiệt độ cao nhất tại Đồng Hới, Huế và Đà Nẵng là 18 đến 23 độ. Ngay cả Quảng Ngãi, Quy Nhơn hay Nha Trang thì cũng không quá 26 độ. Chỉ riêng Phan Thiết không chịu ảnh hưởng của mưa lạnh, trời nắng cả ngày, 31 độ. Khu vực Tây Nguyên dự báo hôm nay trời nhiều mây, trưa chiều mới có nắng, không khí mát mẻ dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa là 27-28 độ. Đà Lạt có mưa, trời rét cả ngày, 19 độ. Nam Bộ chịu tác động của nhiễu động gió đông nên chiều tối sẽ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Còn từ sáng đến trưa trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất là 29-32 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời chị Hằng tiếp tục chương trình. Vâng, cảm ơn chị Hương Liên.